Isso tu encontra numa rua logo ali. Salut, c'est encore moi. Người chuẩn bị hẹn hò đi uống cà phê thì bất ngờ trời đổ mưa tầm tã. Cái mưa vậy đâu có đi được đâu. Những hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp không phải là ngẫu nhiên không. Không có mọi người. Ly sử dụng cái bột bánh bèo này ha, của Vĩnh Thuận. Thì Ly sử dụng cái bột này Ly làm bánh bèo. Thì Ly sẽ không làm theo hướng dẫn nha các bạn. Ly thêm một muỗng bột gạo, rồi một trên một lít nước nha, một lít hai. Các bạn thử đi, thí dụ mà cảm thấy tùy theo bột nở hay không nở nữa nha, tùy theo bột cũ hay mới thì mình có thể thêm nước nha, để cho cái bánh nó mềm và ngon hơn. Lúc đầu Ly làm không cẩn thận, Ly có một lít thì nó hơi cứng một tí, nó không ngon bằng. Vì hôm nay Ly làm hơi gấp để mà lo ăn cho mọi người nên Ly không có quay cái phần mà Ly pha bột luôn nha các bạn. Thì đơn giản thôi, mình để nước vào và mình pha bột, mình để như Ly hướng dẫn vậy đó. Rồi mình để một chút cho nó bột nó nở ra, rồi sau đó mình bắt một cái nồi mình hấp thôi. Còn cái phần hồi nãy Ly xào tôm với thịt đó thì mình để hành vào rồi mình xào tôm thịt. Chỉ đơn giản thôi, mình nêm nếm một chút để cho nó đậm đà. Còn cái phần hấp bánh thì mình để như thế này rồi mình đổ bột vô. Các bạn có thấy cái ca bột của Ly không? Gấp và không có quay gì rõ ràng cho các bạn hết. Thì Ly cũng có từng quay đăng lúc trước rồi thì các bạn có thể xem lại cái cách mà đổ bột vào ha. Thì đơn giản vậy thôi, mình để bột vào cái ca rồi mình để khuôn vào rồi có mình đổ bột lên thôi. Rồi nó còn hơi nóng nóng nè, nào mình lấy cái gấp mình gấp ra, không có đau cái tay của mình vì nóng quá đó. Rồi phần đậu xanh nữa nha các bạn, thì các bạn phải nấu đậu xanh cho nó mềm ra hang để mà nó nhuyễn là được rồi, chứ không cần phải, tùy theo người có thích xay thì xay ha, còn Ly giả nhuyễn ra là ok. Ly nói rõ cái cách trình bày của Ly luôn nha, là Ly để cái miếng bánh bèo trên dĩa ha, rồi mình để đậu xanh lên. Rồi khi mình bày ra thì từ nãy các bạn có thấy Ly làm rồi đó, Ly bày như thế đó, cứ trang trí như vậy thôi, nhìn cho nó đẹp mắt và dễ thương, cái người nhìn ăn cũng cảm thấy thú vị hơn. Rồi sau đó mình để tôm thịt lên, rồi mình để hành phi, rồi cà rốt, chua ngọt. Nếu các bạn có tôm khô sấy khô mà giả nhuyễn thì các bạn để lên nha. Thì thường thường người ta hay làm như vậy, còn Ly thì nay không có tôm sấy khô nên Ly chỉ làm như thế này thôi. Nếu các bạn có hành, mỡ hành nữa nha các bạn, nếu các bạn có thì để lên nữa thì cô ok hơn nha. Thì hôm nay Ly cũng không có mỡ hành luôn. Mỗi lần thì mỗi làm nó hơi khác, nhưng mà ăn vẫn cứ ngon thôi. Và không thể thiếu nhất là phải làm món nước mắm trước nha, nước mắm chua ngọt. Thì Ly cũng đã từng hướng dẫn hết với các bạn rồi, có gì xem lại trong các video của Ly nha. Ly cảm ơn mọi người rất nhiều, luôn yêu thương ủng hộ Ly. Làm món ăn cho buổi trưa thì sáng thức dậy, tại vì tối thức khuya các bạn nên hơi thức trễ rồi cái mệt đó, nên cứ dồn vô bắt đầu Ly làm ào ào thì Ly không có thể mà quay phim hết trọn vẹn luôn, để làm gấp cho mọi người buổi trưa có ăn. Với là hôm nay trời mưa sáng Ly quay á
thấy trời mưa tầm tã nên mọi người đều ở nhà. Mọi người định là sáng để mà đi ăn sáng ở bên ngoài và uống cà phê, nhưng mà trời mưa rồi ai cũng ở nhà hết. Làm hấp bánh, mọi người ăn đi. Chị không có đói. Không có. Đừng bảo ấm mình để tôi không anh đắp. Tóc quá trời tóc. Cái cũ á, tao nhớ hoài luôn. Ờ, không lấy dao cắt hả? Không lấy cái nĩa đó, sáng cho nó dễ đi, lấy cái muỗng làm. Nhìn nó không đẹp. Cái con dao cắt nó nhìn nó đẹp hơn. Sao không lấy dao cho chị à? Lấy dao. Dao cắt nhìn đẹp hơn. Ngon. Tony, ngon. Tự nhiên nhìn ngon mô phê. Cái bắp đó, nó ở nhà. Nó đi đâu thích mình ăn cái bát. Nó nói rồi, nó ghét cái bát. Con đi rồi, con đi nhà hẹp cái đây ha. Thôi gì đó. Coi ông nghe ta. Đúng không? Ngon gì? Đó, bánh bèo chứ có bánh bèo cô Ly có vậy chứ Việt Nam không ai bán vậy. Tao được không chủ? Nó không chủ làm cho lời nó bé. Ổng là lúc nào cũng gắt gối, gắt gối giết nhà. Rồi Ly quay một chút là Ly ăn như thế này các bạn. Thì nước mắm mình hay để trong cái chai nước suối, nước khoáng này nọ đó, mình để vô tủ lạnh, mình cất. Thì mình không phải lúc nào mình cũng làm ha. Bảo quản thì nó được hơi lâu á nha. Rồi thì bây giờ khi mình ăn thì ăn như thế này nè. Mình cắt, mình ăn nĩa và dao ha, mình cắt và nó gọn từ miếng nhỏ 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 thì mình ăn. Các bạn có thể ăn muỗng đi ti. Cái đĩa bánh bèo mình còn thiếu một món, nhất là mỡ hành và tôm sấy khô. Các bạn có cũng được, không có cũng được, nhưng mà có nó sẽ ngon hơn. Chị Bi không lên ngồi luôn đi chị Bi. Không, con lên ngồi ghế xích đu nó nè. Huit personnes. Comment copain aussi. 8 người phải không? J'ai bien copain. J'ai pas compris quoi. J'ai oublié tout le monde. Oublié qui? J'ai oublié tout le monde là. Ah ah, nó dòm, nó. J'ai oublié. Ah, nó tên đi. Ah ah, nó đi. Các bạn có nhìn thấy con ong không? Con ong này chích đào lắm, nó chui trong đó, nó ở đông lắm. Và bây giờ mình lo chuẩn bị buổi tối nè. Đó, vừa hấp vừa làm chuẩn bị buổi tối. Cày này làm thì có thời gian hơn một chút, điệu đà hơn một chút.
nên là thiếu món tôm sấy. Làm bao nhiêu đợt tôi không nhớ. Em tưởng còn hết, em quên luôn. Đâu quầy bà đâu, bà lo. Trước khi về dọn ra đồ hết rồi cho mình giặt nè, chuẩn bị hết đây nè. Nó ngủ hả? Ophelia cũng ngủ ha, vậy rồi. Vậy rồi. Ophelia. Ophelia. Ra chơi chị Bi nè. Nãy hỏi chị đi đó. Có miệng chưa? Trả đầu chưa? Trời ơi, mới ngủ dậy, đi vô xúc miệng trả đâu mà. Ra chơi chị, sắp đi rồi nè. Chưa, còn nửa tiếng rồi. Nửa tiếng nữa. Phượng dậy rồi, nay cũng trang điểm luôn. Ăn sáng gì chưa? Chắc ngồi đâu ngoài kia ăn. Vâng, đi mệt nữa, nay nắng nữa. Uống éo tùm lum nè, chị Bi chuẩn bị về nè. Mà nó nằm hả? Nó nói nó nằm vậy đó làm sao? Nó nói. Quấn một đống giấy dành tay nó là biết rồi, nó ngứa lắm á. Ê, chị Bi chuẩn bị về nè. Không ra chào chị Bi, hồi cũng gặp chị Bi đó. Đi đi ăn glass không? Ê, kem Oasis. Ophelia ăn không? Chị mở lấy kem Oasis. Oui. Papolini. Lini, tu veux kem Oasis? Dạ? Lini. Con mặc nhẹ nè. Vô mặc nhẹ được rồi. Tại trên nóng á. Trời ơi cô Phương. Chưa dậy giờ kêu dậy nè. Dậy đi con, chị Bi đi. Lini, tu veux glass Oasis? Dậy đi chị Bi đi. Chị vừa bung bung. Nhanh lên. Chưa đi mà, chưa tới giờ mà. Gì? Có cái áo của nó nè. Ngứa cái gì, chảy máu đi. Áo không à. Ừ. Ngày tối chắc gãi. Nên đi. Đúng rồi. Đây nè, chị Bi đi đó. Miếng hình giấy này trong giường ba nhắc nhiều lắm. Kêu tới kêu luôn, kêu xuống kêu ngược. Đến đi. Đó, giấy nữa nè. Đó, thêm nữa nè. Nó nát cái tờ giấy đó ra. Chị Bi đó, chị Bi về đó. Ồ. Chị Bi về đó nha. Đủ trò luôn. Đi không? Đi chơi không? Chị Bi đi rồi đó. Glass Oasis. Glass Oasis hả? Chị vừa Glass Oasis. Chị vừa Glass. Bông bông. Cô thấy chưa? Bông bông. Bông bông lên đi. Bông bông thức liền hả? Trời đất ơi, bông bông là thức liền. Bông bông comme ça. Bông bông très grand. Bông bông grand. Bông bông. Bông bông en glace, Lenny. C'est bon bon. Oh là là. Là này, mom. C'est comme ça que mon papa voilà. Fait pour... Trời ơi, nuôi cái bụng nha. Trời, nhanh lên, chị Bi để, chị Bi không có còn thời gian nhiều đâu, ẩm nhanh lên đi. Super Pokemon. Ẩm không?
Ấy hồi chị bi đi rồi la làng đó. Trời à, đất ơi, tôi là la. Nhắm mắt luôn. Ừ, mà có ảo là. Ok, không muốn. Vậy thì gấu được không? It's cash. Bông bông không? Oui. Bông bông không quá hả? S'il te plaît. Cái mặt nó nhắm mắt, cái mặt cái miệng nó đang lưỡi ra đưa kẹo cho nàng. Đờ đẫn ra vậy đó. Thúi quá. Đi. Chưa xúc miệng đó. Mà mau đi. Đi. Rồi sao? Con phải đi mở cửa sổ mẹ không? Ra đây. Cắt xe lên đi. Chạy chứ bà. Đi chưa em? Chị đẩy vào ba ly chưa? Giờ đi rồi. Vậy ba lấy nè, đẩy á. À, tại sao không nó bị gì không? Quạt. Nó ngủ quạt nhiều á. Trời đất ơi, cái quần có một ống. Sức kỳ á. Không hoa hả? À, không hoa hả? Kéo quần lại. Cắm xa. Ôi là la. Hả? Thì quá. Á, xùm nữa nè. Quá chừng quá đất. Á. Ôi. Ôi trời. Lấy cái kia đi dục này, đi dục cho lấy cái kia lấy máy đi. Lấy vô đi đi. Ôi. Trời đẹp của mẹ. Ai? Ở khách quá. Ở qua. Bi du chị biết à? Bi du chị biết à? Không kỳ à? Trời thổi phù phù nữa. Chơi kỳ vậy? Bi du. Coi nó bi du chị bi rồi. Má không? Má không? Quá u sù. Không bi du tôi gì hết trơn à anh trai. Trời ơi tôi. Trời ơi nó không nhập. Cảm ơn nha. Ô quá con nghe Bảo. Ho quá rồi. Ê. Không ăn glass nữa nha. Anh Bảo kìa. Này, đứa ơi. Cho chị biết đi nè. Ở phút ra đi nhỉ. Hả? Đi là chị có. Đây cô ơi, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn con. Tháng 10 là qua. Sinh nhật lên đi. Ừ, hẹn gặp lại con. Cô. Ở qua con. rồi ghê quá. Cái con mặt Lini kìa. Đi đây. Cô trai đẹp của mẹ. Rồi baby đi rồi, bây giờ nhà mình coi là vắng. Vắng luôn, vắng người luôn đó. Ông xã mình bây giờ phải đưa mọi người lên thoa. Thì Bi và Phượng đi, Phượng, cả gia đình Phượng luôn, đi qua bên nước Anh chơi luôn nha các bạn.
nên ở nhà mình đi hết, chỉ có mình với hai đứa con ở nhà thôi. Rồi hồi ông xã mình đưa xong mọi người rồi ông xã mình trở về nhà, rồi bắt đầu công việc tiếp của nhà mình là làm nhà. Ly chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Bye bye.